Cốm Egaruta dùng đồng thời cùng thuốc Tây liệu có tương tác tương tị gì không? Cùng nghe chuyên gia giải đáp ngay sau đây. Và câu hỏi tiếp theo là của chị Dung Thùy ạ. Chị có gửi tới chương trình câu hỏi là: chào chuyên gia, là cho tôi hỏi là con tôi 9 tuổi, cháu đang học lớp 3. Cháu bị tăng động giảm chú ý và đi khám thì bác sĩ cho dùng Ritalin trong 90 ngày. Hiện giờ thì cháu mới uống được 5 ngày thôi và chị đang băn khoăn là có thể cho cháu dùng thêm cốm Egaruta được hay không ạ? Với cái trường hợp là cháu mà 9 tuổi thì khi kết hợp cốm Egaruta và Ritalin thì có cần lưu ý gì không ạ? Dạ vâng, hoàn toàn có thể được chị nhé. Thực ra thì cốm Egaruta mình buộc phải lưu tâm, đó là mình nên cho con uống trước ăn tối thiểu 30 phút, hoặc nếu như sau ăn thì nên cho con uống sau khoảng tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thì là tốt nhất. Và nếu như mà mình đang sử dụng phối kết hợp với các loại thuốc khác thì thông thường thì cái thuốc mình đang dùng bác sĩ cũng đã có những cái chỉ định nhất định. Thế thì những cái chỉ định đấy nếu như mà có, hoặc nếu như bác sĩ không có những cái chỉ định khác, thì mình nên đọc kỹ hướng dẫn của cái thuốc mà mình đang cho con sử dụng. Còn về thực chất mà nói thì cốm Egaruta là một thực phẩm chức năng mang tính chất hỗ trợ trong cái quá trình điều trị chứng tăng động giảm chú ý. Thì việc mà mình cho con phối kết hợp với các nhóm thuốc khác đang điều trị hoàn toàn có thể được, và nó không có những cái đặc biệt phải lưu tâm. Mà mình chỉ cần lưu tâm đó là mình uống thuốc đấy trước cái bữa ăn, còn nếu đã ăn rồi thì nên lưu tâm sau 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng mới cho con uống. Dạ vâng, chắc là trong nhóm tăng động giảm chú ý này thì cũng khá là nhiều mẹ là đang cho bé dùng cốm Egaruta rồi. Nên là chắc là câu hỏi của các mẹ thì cũng đang, mặc dù cho con dùng nhưng đang rất là băn khoăn đấy ạ. Thì chắc là câu hỏi của chị Huyền Ngọc là con có thể uống cốm Egaruta với thuốc Zidotec thì chắc là cũng uống được đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Dạ vâng. Trị sỏi thận vốn phải kiên trì, nhưng quan trọng là cần tìm được đúng sản phẩm có chất lượng và an toàn khi sử dụng. Nếu bạn hay người thân muốn tìm hiểu thêm về giải pháp từ thảo dược này, hãy liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc Zalo số 0981 670 198. Các chuyên gia luôn sẵn sàng hỗ trợ.